À, kính bạch sư, sư cho con hỏi. Con thì rất ưa cho người khác mượn tiền. Ai khổ mượn con sẽ cho. Chỉ cần hứa trả đúng ngày thì con sẽ cho mượn ngay, không tính toán gì cả. Nhưng có đôi lúc con cho mượn xong họ không trả đúng như lời họ hứa và con rất phiền não. Con rất ưa thích việc bố thí, thấy ai nghèo khổ cần giúp con hỗ trợ tiền mặt, quà hoặc chuyển khoản rẹt rẹt liền, chỉ mong giải vây khó khăn được phần nào cho họ. Nhưng dạo gần đây không hiểu sao con lại ưa việc bố thí cúng dường đến Tam Bảo hơn. Mỗi lần làm phước xong con chỉ nguyện duy nhất, con mong con sớm giải thoát giác ngộ và chấm dứt luân hồi sanh tử. Ngoài ra con không nguyện gì khác hơn. Mặc dù những người thân cận xung quanh cũng khó khăn nhưng con cảm thấy họ chi tiêu vào những việc không đáng, như cờ bạc, mua điện thoại, ăn uống phung phí, nhậu nhẹt nên con không muốn giúp nữa. À, không giúp họ, họ cũng khó chịu với con cũng cảm thấy áy náy, con nên làm sao? Khi mà cho mượn tiền á, thì sư có lời khuyên cho tất cả mọi người. Mình chỉ nên cho mượn khoản tiền nào mà khi mất á, mình không tiếc. Ở chưa đổi camera. Nhớ nha. À, nói về việc mượn tiền á, thì sư có lời khuyên cho tất cả luôn, là mình chỉ nên cho mượn cái khoản tiền nào mà mất mình không tiếc. Tức là mình cho họ mượn mà họ quỵt luôn, họ không trả, mình không tiếc thì hẳn cho mượn. Còn nếu cho mượn một khoản mà mình mất rồi mình tiếc á, thì tự mình suy nghĩ lại nha, tự xem xét lại. Còn cái chuyện mà bố thí cúng dường á, cái lý do tại sao mà người ta thích bố thí tới Tam Bảo hơn là bố thí cho thậm chí là cái người xung quanh mình, bởi nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, bố thí cho Tam Bảo họ bố thí bằng niềm tin, và khi bố thí họ được sự hoan hỷ do niềm tin đem lại, do cái tính, cái sức mạnh của tính nó đem lại, cho nên họ hoan hỷ. À, tại vì Đức Phật là bậc tôn kính, còn những người xung quanh thì đương nhiên làm sao so sánh được với Phật. À, cho nên là khi mình bố thí cho bậc đáng tôn kính thì mình có sự hoan hỷ hơn. Rồi cái nữa là mình bố thí cho những người có giới thì dù sao mình cũng hoan hỷ hơn cái chuyện mình bố thí cho những người ăn chơi. Rõ ràng. À, bố thí cho một người mà người đó tu học nè, rồi họ giữ giới nè, đó, họ nỗ lực, rồi họ hành thiền nè, thì đương nhiên bố thí cho các vị đó mình phải hoan hỷ hơn là cái chuyện mình bố thí cho những người để mà họ đánh bài, rồi họ ăn uống phung phí, rồi họ chơi bời đàn điếm, hoặc thậm chí là họ mua những cái vật xa xỉ phẩm mà không cần thiết. Rõ ràng khi chúng ta so sánh hai bên thì tự nhiên chúng ta thấy là cho bên này nó vui hơn cho bên kia. Và khi chúng sanh vui ở chỗ nào thì người ta bố thí chỗ đó thôi, đơn giản như vậy. Rồi một điều nữa đó là khi mà bố thí cho Tam Bảo, hay nói thẳng ra là bố thí cho chư tăng á, thì chư tăng có một pháp hơn người đời, đó chính là pháp tri ân. Dù quý vị cho chỉ có 1 đồng, 2 đồng, các sư vẫn tri ân quý vị như thường, rất là biết ơn. Và dù sau này có gặp lại thì các sư vẫn tri ân, vẫn biết ơn là năm xưa đó họ đã từng cúng dường mình, dù chỉ là 1 đồng, 2 đồng, vẫn tri ân như thường. Đó là một pháp mà thế gian họ hiếm có lắm. Thế gian á, ngay cả trong câu hỏi quý vị cũng đã thể hiện rồi, mình cho người ta tiền nha, mình đài thọ người ta 10 năm, 20 năm, 30 năm, một ngày đẹp trời nào đó mình không cho nữa, họ quay qua họ hận mình. Họ quay qua họ thù mình. Rồi cái chuyện mà hồi xưa mình đã từng chu cấp, mình giúp đỡ họ, họ quên sạch, họ phủi ơn một cách rất là nhẹ nhàng. Người thế gian cái khả năng mà bất gọi là vô ơn á, nó nhiều dữ lắm. À, cho nên là ngay cả trong câu hỏi quý vị đã thể hiện rồi, một bên là mình cho người ta tri ân mình, người ta nhớ ơn mình, dù sau này mình không cho nữa, mình gặp lại họ vẫn tri ân mình như thường. Còn bên đây
Cho là phải cho liên tục nghe. Ngưng một cái là tôi quay qua tôi thù á. Hai cái rõ ràng mình so sánh nó khác nhau. Cho nên á là tự nhiên là cái diễn biến tâm lý nó sẽ thiên về cái hướng là bây giờ mình cho ai mà mình thấy mình vui thì mình cho. Đơn giản vậy. Bản thân sư thì sư ngay cả sư đi bố thí, sư cúng dường cũng vậy thôi. Sư bố thí cúng dường ở chỗ nào mà họ vui vẻ, họ hoan hỷ, họ nhận, họ tri ơn. Đương nhiên mình không cần họ biết ơn. Nhưng mà khi họ thể hiện như vậy đó, mình vui chứ. Còn mình cho cái chỗ mà họ không vui nhận, rồi họ nhận rồi họ cũng phủi ơn của mình, gọi là làm ơn mà còn mắc oán nữa, thì thôi mốt khỏi cho nữa, tôi cho chỗ khác. Nó đơn giản như thế thôi ha. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, ở trong 38 pháp hạnh phúc á, có cái câu là đa năng cho tham cho ly gia cho nha ta ca năng cho sang ga hô, tức là bố thí đúng pháp và giúp đỡ quyến thuộc ê tăng măng ga la mút ta măng, đó là điềm lành tối thượng, đó là hạnh phúc tối thượng. Tức là khi mà mình có sự bố thí và có sự giúp đỡ quyến thuộc của mình, dù ngay cả họ không bao giờ đền đáp mình, ngay cả họ là những người vô ơn đi chăng nữa, thì bản thân việc giúp đỡ đó vẫn là nên. Tức là khi mình giúp đỡ cho quyến thuộc á, thì không nên đòi hỏi là người ta phải có cái gì đó lại cho mình. Còn khi bố thí thì mình lưu ý là mình không bố thí để cho người khác làm điều bất thiện. Bởi vì nếu mình tạo điều kiện cho người khác làm điều bất thiện á, thì mình sẽ cộng nghiệp với cái bất thiện đó của người ta. Cho nên tránh điều đó ha. Rồi chúng ta qua câu hỏi tiếp theo. À mà khoan, cái lúc mà sư nói á, khi mà cho mượn á, cho cái khoản nào mất không tiếc á, thì đừng có vì cái câu nói đó mà rốt cuộc là ta mượn ra khỏi trả, vậy nó mất ông không tiếc đâu. Thì nên không có nên nghĩ như vậy ha. À rồi thôi, chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.